Hello Nam, welcome back to AM Passion. Mình với Tùng Nhỏ hôm nay sẽ đề cập một cái vấn đề, đó là vấn đề về môi trường. Thì vấn đề môi trường ở Úc mình nó rất là gọi là gì? Nghiêm ngặt. Thì luật ở Úc á, chính phủ á, đặt ra rất là nhiều cái luật để ngăn chặn cái việc mà xả những cái chất thải xuống ra môi trường. Cái thứ nhất á, là ô nhiễm về tiếng ồn, cái thứ hai ô nhiễm về nước, cái thứ ba ô nhiễm khí thải. Ba cái này rất là quan trọng. Thì trước hết đó, mình sẽ nói giải thích với anh em biết đó, là cái ngành công nghiệp về xe và động cơ máy nổ nói chung á, thì nó phát triển dựa trên hai yếu tố thôi. Cái thứ nhất là safety, cái thứ hai đó là môi trường. Thì cái vấn đề môi trường á, thì qua nhiều năm á, qua nhiều thập kỷ á, nó càng phát triển lên và ngăn chặn cái việc mà khí thải ra môi trường nó giảm rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà các luật như là cái tiêu chuẩn Euro 4, 5, 6 này nọ nó ra để giảm cái lượng khí thải ra môi trường. Ok, thì nói về cái vấn đề ô nhiễm môi trường mà không khí, khí thải á, thì trên cái xe mới bây giờ á, có rất là nhiều cái bộ phận lọc mà gắn lên bô á, giống như là cái bầu này nọ để giảm cái lượng mà khí NO á, nitrogen oxide á, thì cái khí đó rất là độc. Thì giảm nó xuống. Thì ở trên xe giống như là mấy chiếc xe mà mới, giống như ở chiếc CBR 1000RR của mình ở đây á, từ năm 2004 nó đã có cái bộ phận gọi là xử lý khí thải rồi. Thì anh em có thể thấy á, thì cái ngành công nghiệp á, quan trọng, rất là quan trọng cái việc mà xử lý khí thải ra môi trường. Và cái tiếp theo đó là vấn đề ô nhiễm về nước. Thì ở đây là mình chỉ làm ở nhà thôi, nhưng mà đặc biệt chú ý, mình rất là chú ý tới cái việc đó là phải giữ lại những cái dầu nhớt, dầu thắng, hoặc là dầu hộp số, hoặc là những cái mà nước làm mát đó mình phải giữ lại, mình không có đổ ra môi trường, mà không có đổ lên cỏ, không có đổ xuống cống. Thì cái việc mà bị phát hiện với cái hành động này đó, bị phạt rất là nặng và có thể đi tù. Cho nên đó mình rất là chú ý tới việc này. Thì cái bằng cách đó là mình chỉ cần bỏ, mình có rất là nhiều cái thùng 20 lít bằng nhựa, kiểu như thùng dầu cũ á, mình lượm ở trên workshop chỗ mình làm á, mình mang về mình để dành ở đây, khi nào mà có dầu cũ mình đổ vô, chừng nào mà cái thùng ở đầy á, mình mang lên shop mình á, chỗ mình làm, thì mình đổ vô cái thùng phi bự lắm, thùng phi đó 200 lít. Thì cái thùng phi á chỉ để chứa dầu dơ và những chất thải. Thì cứ mỗi tháng, hàng tháng á, sẽ có một chiếc xe tải bự lắm, mà xe tải cực kỳ bự, nó tới thì sẽ hút hết những cái dầu dư của workshop của chỗ mình làm ra và mang đi tái chế. Thì ở đây người ta rất là thích tái chế, xong rồi nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ, một cái tuần hoàn, thì dầu dơ sẽ đi tái chế thành dầu sạch và thêm một cái số hóa chất gì đó, xong rồi mang ra bán lại trên thị trường. Thì đó là cũng là một cách mà để ngăn chặn cái chất thải xuống môi trường hả. Thì hôm bữa thì trên Multi Power Sport đó, anh Tuấn cái sư hẻm có hỏi mình, không mà họ hỏi là có đề nghị mình làm một cái video về cái vấn đề môi trường bên Úc. Thì đây là cái video đó dành cho các bạn quan tâm đến vấn đề môi trường. Anh em nào ở Việt Nam á mà làm workshop hoặc là làm ở nhà, tự làm ở nhà á, tốt nhất á là đừng bao giờ mà để dầu chạy xuống cống. Thì anh em chỉ cần bỏ vô một cái container giống như là mấy thùng dầu cũ á, xong rồi mang ra mấy shop bên cạnh gần đó, đưa cho họ, trả tiền cho họ, hoặc là họ sẽ lấy free, tại vì dầu đó họ cũng sẽ bán lại cho những cái nơi mà thu thập dầu, đúng không? Cho nên hãy bảo vệ môi trường, đừng có đổ dầu bừa bãi xuống cống. Dầu dơ cứ giữ lại và đem đi đổ nơi đúng cách thôi, đơn giản mà, đúng không anh em? Ok, thì vậy đó, cái video này ngắn thôi, thì với cái thông điệp là nhớ bảo vệ môi trường nha anh em. Thì nói chung là vấn đề về môi trường mà về tiếng ồn với lại về cái khí thải á, thì anh em chơi xe mà mua xe zin gì là lên bô rồi, nên mình thấy hai cái đó không cần thiết lắm, nói chung là cũng không cần chú trọng lắm, chỉ có cái là môi trường nước á rất là quan trọng, đừng xả nó xuống cống, ok, rất là nguy hiểm. Ok anh em, AM Passion, bye bye anh em.